con đá vô lậu, có người muốn làm đệ tử theo học pháp giải thoát. Khi anh ta về xin ăn nhờ ở đậu, muốn nơi chứa đựng để có điều kiện tu hành rèn đúc tâm, thân cho sạch. Khi họ có mấy chục năm ăn thịt chúng sinh, khi họ còn có cuộc sống gia đình hạnh phúc lứa đôi ở đời. Không biết phước xả lậu của họ thế nào, xả sạch chưa, mà khi thường xuyên tuyên bố mình đã có định tâm trên thân. Tức là ly dục, ly ác pháp, và họ từng tuyên bố với thầy và những người cùng tu rằng. Con đá vô lậu, vì con đã có tránh kiến là con tự con biết trong tâm thân con mà mấy huynh đệ và thầy bên cạnh nhìn nhau lại có tư duy rằng khi họ đủ duyên xuất gia được người chuẩn bị cho y áo để cạo bỏ dâu ria tóc đắp áo cà sa xuất gia tu hành giữ gìn giới luật và khi đi đo y may áo thì họ không tận dụng y áo có sẵn trong tự viện cú chút còn đi đổi trác y áo theo ý muốn của mình khi có tránh kiến mà phải trang bị đồng màu đồng chất từ ba y túi đựng bát, đựng đồ vật dụng cá nhân. Mà đã học Phật là khi Phật đi lượm lặt vải rách nát để may y lấy đâu có đủ cùng màu, cùng chất vải à người ơi. Khi họ có tránh kiến mà chọn đồ theo lòng ham muốn, chọn chỗ ở sang trọng của lãnh đạo, chủ nhà, trụ trì, vua sứ mù khi họ có. Khi ở nơi phòng đó có đầy đủ vật dụng trang bị phục vụ cuộc sống sức khỏe cho mình khi, người khác còn kính trọng, họ là tỳ kheo, mình là cư sĩ hơn mình. Họ lại già yếu hơn mình, mà mình không nhường nhìn chỗ ở sao nhỉ? Khi Đức Phật dạy người tu hành nên chọn nơi hoang vắng, rừng thiên nước đục rất khó khăn đối diện với các ác pháp như thú dữ, mòng muỗi, rắn rết, các thức ăn cỏ cây hoa quả ở đây có thể khéo sắp xếp cho nuôi thân mạng này chứ không phải chọn chỗ ở như khách sạn có nước lọc sạch tại phòng, phòng tắm khép kín, có nơi đi kinh hành quanh thất rộng rãi như người đang thích. Này con, con vô lậu ly dục rồi mà khi có khách đến thăm hỏi xin tu hành mà con ngại đón ngại mời chào họ ý là lười vận động ngại vất vả không thực hiện lời các cụ dạy đón khách như đón mùa xuân tiếp khách như tiếp người thân mới về khi có người tới gặp ta có duyên với nhau biết đâu là người thân của mình hay huynh đệ cùng tu với nhau từ kiếp trước mà không trải lòng mà thương họ là ta lỡ bỏ lời phật dạy trong kinh tứ vô lượng tâm phẩm thương yêu người khác của lòng từ đó con vậy nên trong tu hành dù có được quả gì đi chăng nữa mà vẫn còn lậu hoặc như sao đi tập độc cư, xuất ra gieo duyên mà lại đi xe ô tô, xe máy đẹp cưỡi suốt ngày, đi chợ, mua sắm thức ăn làm sao? Sao đã đi độc cư mà vẫn cất giấu tiền bạc với Phật là phạm giới luật với Phật? Sao đi xin ăn lại đòi hỏi món nọ món kia, lại muốn nấu cơm ở chùa để ăn là phạm giới chưa ly tham, phi ông Phật dạy trong trụ xứ không có cái bếp? Ngoặc kép chấm, sau khi đến trụ xứ, xin tu hành lại thích ôm cái phòng VIP, thuận tiện khéo kín như khách sạn thì sao vật dụng chiến thắng tâm mình sao xả lậu hoặc được đó con sau khi ly ra cắt ái mình sống với ly dục chỉ ăn chay ngày một bữa trưa không cất giấu tiền bạc với phật hàng ngày đi xin ăn mới tập xin ông thầy tổ xuất gia lại chưa đủ thời gian ở nơi tu hành với thầy tổ chưa được hai năm mà lại muốn thọ giới đàn vào tam đoàn của phật mà giáo hội phật giáo việt nam quy định phải hai năm ở riêng với chùa hai năm sau mới thọ giới sa di mà ta làm luân lên tỳ kheo là ta chạy chức chạy quyền mất rồi con khi lại mất tiền ý là cúng dường cho trụ trì hay y chỉ sư khác để kiếm thủ tục để được khảo thí cấp chứng điếp sa di, tỳ kheo là ta đã làm hại cho tưởng thức của cả thầy chứ ta, và ta hoạt động mạnh, vì gian dối, sao con tu hành với cái tâm để giải thoát à con. Gạch dưới trên đây là những lời dạy tổng hợp của thầy thích thông lạc gian để để các con tránh lỗi để rơi vào định tưởng, thiền tưởng, tuệ tưởng đó con. Gương có chú về khoe với thầy, con còn là cư sĩ, còn dâm dục với vợ hàng tháng mà nói con đã tỉnh chỉ được hơi thở, hai lần, tức là nhập được tứ thiền, rồi con. Có phải họ đang điên đảo tưởng thức hoạt động không con? Đó là thiền định của ma mà con không biết, do vậy thầy tổng hợp mấy điều mà mọi người đang vấp pháp, mà mấy ai nhận ra đâu. Nên Đức Phật dạy, con người trên thế giới này họ luôn điên đảo. Một là điên đảo tưởng, hai là điên đảo kiến, ba là điên đảo tâm, bốn là điên đảo tình, ai cũng còn điên đảo cả nếu ta hết điên đảo thì ta đã với lậu rồi à con vậy ta đang ở mục nào đây kinh sám hối quý vị bên thầy học đảo tự chữa lành